Vâng, hello các bác. Vâng, em xin kính chào toàn thể các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với cửa hàng Em Thành Đồ Cổ Đồ Châu Âu các bác nhé. Thì ngày hôm nay cửa hàng Em Thành Đồ Cổ lại về những chiếc đồng hồ ba lỗ treo tường các bác ơi. Ngày hôm qua, ngày hôm kia các bác đã mãn nhãn với những chiếc đồng hồ hai lỗ bính bong, những chiếc đồng hồ song tiện trung vong. Thì ngày hôm nay bên em lại lên cho các bác những chiếc đồng hồ ba lỗ, những cái chiếc đồng hồ thùng to, thùng đẹp các bác nhé. Mà giá của cửa hàng Em Thành thì giá cực kỳ tốt. Rất nhiều mẫu sản phẩm đẹp luôn các bác ạ. Các bác có thể nhìn thấy. Ngày hôm nay thì đa số những chiếc đồng hồ máy 10 các bác nhé. Những chiếc đồng hồ máy 10 như những chiếc đồng hồ FFBR máy 10 chơi bản nhạc AV, những chiếc đồng hồ Verdes chơi bản nhạc AV đấy, và một số những chiếc đồng hồ khác. Và đặc biệt ngày hôm nay, phiên ngày hôm nay thì có sự xuất hiện của một người rất nổi tiếng. Đó là ngôi sao của làng đồng hồ. Một chiếc đồng hồ Odo 3610 chơi bản nhạc gai canilon và bản nhạc Westminster đúng không nhá. Chơi 10 côn 10 búa, điểm giờ bính bong. Đấy, các bác nhìn thấy, có thể nhìn thấy. Đây là thiết kế kiểu dáng thùng là thùng dâu mực các nhá, thùng dâu mực. Đấy, rất là đẹp luôn. Các bác nhìn này. Quá xuất sắc luôn các bác ơi. Thật sự. Có này thì cửa hàng Em Thành vừa đấu giá thành công rồi về các bác ạ. Có này thì cửa hàng Em Thành cho đi luôn đường bay về các bác ơi. Đấy, rất là đẹp luôn. Các bác nhìn này, những cái chùm nho đục chạm rất tinh xảo các bác nhá. Đấy, phía dưới này. Các bác nhìn này, những cái giải này. Ui xuất sắc chưa các bác ơi. Rất là đẹp luôn, thùng kính cánh thiên thần các bác nhá. Kính thiên thần đấy các bác. Này, thùng kiểu mai mực thì còn 4 bông nữa các bác. Mặt số đây, mặt số lỗi các bác nhá. Cái mặt số lỗi này thì giá thị trường của những chiếc đồng hồ Odo 36 zin nó rơi vào khoảng 80 đến 100 triệu các bác nhá. Đấy, những cái mặt số lỗi này rất giá trị ở những cái dòng 36 các bác ơi. Kính dưới đây, kính là kính rào 5 mảnh các bác nhá. Hình là hình thiên cánh thiên thần các bác, hình cánh thiên thần rất xuất sắc luôn, rất là đẹp. Thật sự là quá xuất sắc các bác ơi. Đây, mặt số đây các bác này. Mặt là mặt số lỗi các bác nhá, mặt số lỗi chân cài chrome, dòng mặt zin của Odo 36 các bác. Zin đét đẹp luôn các bác ơi, viền đây. Quả lắc chrome. Đấy, sáng bóng luôn. Đấy, tây nó về con chó lọ cha không biết lọ gì đây các bác này. Đấy, lọ dầu hay sao đây các bác ơi. Khóa khiếp, thùng rất là đẹp luôn. Đấy, mời các bác nghe âm thanh của chiếc đồng hồ Odo 36 các nhá. Chơi củ côn là củ côn chữ M các nhá. Chơi với 6 thanh côn thép và 4 thanh côn đồng. Vâng, vì không để các bác chờ lâu, mời các bác nghe âm thanh. Đều nằm lên trên chiếc đồng hồ Odo 36 rồi các bạn. Máy móc bên trong các bạn nhìn thấy này, máy vàng ươm không nhá, máy đẹp xuất sắc luôn. Đấy, củ côn chữ M đấy các bác. Quá là xuất sắc các bạn ơi, đẹp quá các bạn. Con này em chỉ khoe cho các bác thôi, chứ giá trị con này khá là cao các bác nhá, khá là cao đấy. Thùng là thùng mai mực 4 bông.
Dâu mực 4 bông. Kính là kính thiên thần. Mặt là mặt số lỗi. Máy là máy Odo 3610. Thật sự những cái đẳng cấp nhất đều nằm trên chiếc đồng hồ này. Quá đẹp các bác ạ. Xuất sắc. Đấy. Quá tuyệt vời luôn các bác. Thật sự. Chiếc này thì cửa hàng âm thanh cũng chờ khá lâu rồi. Thì ngày hôm nay thì nó mới về các bác ạ. Rất là đẹp luôn. Nói chung là em chỉ mang lên khoe cho các bác thôi. Chứ con này giá trị nó cao lắm các bác. Bên cạnh nó là một con cũng khá là giá trị đấy các bác. Một chiếc đồng hồ Verdes bướm vàng các bác nhá. Một chiếc đồng hồ Verdes bướm vàng. Con này cũng hội tụ tất cả những cái tinh túy đẹp nhất của những chiếc đồng hồ Verdes vào đây các bác. Chiếc thùng là thùng thanh nẹp, những thanh nẹp chrome này. Kính là kính rào các bác nhá, kính rào hình những viên kim cương. Mặt là mặt tròn các bác nhá, mặt tròn số lỗi các bác nhá, là cái mặt giá trị nhất của thương hiệu Verdes đấy các bác. Đấy, mặt tròn số lỗi là cái mặt giá trị nhất của thương hiệu Verdes. Viền chrome, kim chrome, số chrome và quả lắc chrome. Giấy tờ bên trong thì còn rất là đầy đủ các bác. Đấy, chơi bản bướm vàng các nhá, chơi củ côn lòng máng, 10 gông 10 búa, chơi hai bản nhạc, một bản Westminster và một bản bướm vàng. Đấy, hai con giá trị nhất thì đang nằm tại cửa hàng em Thành các bác ạ. Quá đẹp luôn. Đấy, một cặp song sáp đấy các bác. Vâng, thì và vấn đề chính ngày hôm nay em xin nên giới thiệu cho các bác những cái mẫu sản phẩm mà cửa hàng em Thành có ngày hôm nay các bác nhá. Đầu tiên thì em xin giới thiệu cho các bác một chiếc đồng hồ ba tạ các bác nhá. Một chiếc đồng hồ ba tạ. Đấy, mặt phù điêu, lắc phù điêu các bác nhá. Đây các bác nhìn mặt này. Rất là đẹp luôn này. Đấy, các bác nhìn này. Những cái viền người ta đúc này các bác này. Bên trên là một chiếc lãng hoa mà. Phía dưới này. Ở đây là những cái chuỗi hạt nó nữa. Kính mo cong nhá. Mặt là mặt giấy dầu các bác ạ. Mặt giấy dầu. Đấy, mặt số la mã nhá. Trong số ngày, ngoài số phút. Đấy, phía dưới đây là những cái bông hoa họa tiết. Những cái họa tiết thắt lơ. Con này là lắc lá chuối nhá. Lắc lá chuối. Đấy, phía dưới là cũng là những cái họa tiết bông hoa. Rất là đẹp. Đặc biệt con này nó chơi với ba quả tạ kiểu dáng gậy như ý của Tôn Ngộ Không thôi nhá. Đấy, dòng này thì rất được nhiều các bác săn đón này con này. Rất được nhiều các bác săn đón. Con này rất là đẹp luôn. Xuất sắc luôn các bác. Hôm nay toàn siêu phẩm thôi các bạn. Đấy, toàn siêu phẩm thôi. Con này chơi 8 côn 8 búa nhá. Chơi bản nhạc Westminster. Tơn các bạn. Những thanh công thép dài này các bạn. Thước tha luôn các bạn. Dài thước tha luôn. Con này thì gió ra chất âm cực kỳ ngân vang nga rồi các bác. Đấy, sẽ quay xa cho bác ngắm chọn chiếc đồng hồ này. Quá là tuyệt vời quá rồi. Vâng, em sẽ đo kích thước của sản phẩm này nhé. Sản phẩm này thì thật sự bọn bên em về một cái lô khá là nhiều. Nên là giá trị con này thì về được giá rất là tốt quá nhá. Giá tốt hơn rất nhiều cái sản phẩm trước các bác giao lưu. Những cái sản phẩm trước các bác giao lưu bên em thì giá trị của những cái sản phẩm này nó dao động khoảng 16 triệu rưỡi cho đến 17 triệu. Nhưng ngày hôm nay nếu các bác liên hệ sớm em sẽ báo cho bác một cái giá cực kỳ tốt luôn. Một cái giá mà các bác có thể giật mình luôn các bạn. 1m12 x 36 nhá, con mã số 1. Con này các bác là quan tâm thì alo cho em. Bên cạnh một chiếc đồng hồ ba tạ, đó là một chiếc đồng hồ cúc-cu nữa các bác. Một chiếc cúc-cu tạ tuần các bác nhá. Tạ tuần, rất là đẹp luôn. Dưới là ba quả tạ hình quả thông. Toàn siêu phẩm thôi. Đấy. Tiếp theo nhá, em sẽ lên cho bác một số những cái mẫu đồng hồ treo tường ngày hôm nay. Thì đầu tiên em xin giới thiệu cho bác một chiếc đồng hồ Zizot nữa nhá. Một chiếc đồng hồ Zizot, thương hiệu xuất xứ từ Pháp thôi nhá. Chơi 8 côn 8 búa, chơi hai bản nhạc, một bản Westminster và một bản Fork thôi nhá. Đấy, thiết kế thùng là thùng bè thôi nhá, thùng bè. Kính trên là kính bát giác nằm, kính dưới là kính mài tráng thủy thôi nhá, kính mài tráng thủy.
Đấy, thùng đẹp luôn. Mặt con này, mặt con này mặt đẹp xuất sắc nhá, mặt số quá đẹp. Kim là kim cùng đời với Odo rồi con này, kim số 8 này con này, cùng đời với Odo. Thì sau khi Odo nó phát triển hùng mạnh, nó sẽ nó mua lại hết những cái hãng của cạnh tranh của họ ấy, như kiểu Zizot này, Map, rồi các cái thương hiệu ở Pháp các bác, họ mua sau thì họ dùng lại những cái máy của những cái công ty cũ để người ta tận dụng các bác, tận dụng làm này. Quả lắc đây, quả lắc chrome đẹp nhá, bóng loáng luôn. Côn đây, chơi với 8 thanh côn đồng, máy móc đây cho anh nhá, máy đẹp xuất sắc luôn. Không biết máy con này máy hợp kim trắng máy đồng không ạ? Cứ bán theo máy giá hợp kim trắng thôi nhá, cứ bán theo máy giá hợp kim trắng thôi. Quá là đẹp. Chơi 8 côn 8 búa nhá, xin đo kích thước 59 x 47. Mã số 2, con này giao lưu cho các bác 4,5 triệu nhé, 4,5 triệu trên đồng hồ Zizot, thùng to, đẹp luôn đấy các bác. Vâng, tiếp theo thì em xin giới thiệu cho các bác một chiếc đồng hồ Zizot nữa các bác nhé. Ui rồi thùng đẹp chưa các bác ơi, ui rồi quá là đẹp luôn, một chiếc thùng to rồi các bác. Con này các bác về lắp cho những chiếc đồng hồ Odo cũng rất là xuất sắc này. Hai bên là hai thanh nẹp kim loại các nhá, hai thanh cột kim loại tượng trưng cho hai chiếc cột khải hoàn môn. Thiết kế thùng là thùng cánh gập, ở dưới bốn góc là những cái đường họa tiết vân các nhá, vân đối xứng các bác này. Phía dưới đây thì được người ta thiết kế thêm một cái cuốn thư nữa các bác, cuốn thư kính là kính tráng thủy họa tiết này các bác này. Cái này xuất sắc luôn, đẹp đấy các bác, thùng đẹp luôn, thùng to đấy. Đây, mặt số các bác nhá, mặt số xuất sắc này, viền là viền chrome, quả lắc chrome. Đặc biệt con này chơi hai bộ máy, một là bộ máy chạy giờ và một là bộ máy chạy lịch các bác nhá, chạy lịch ngày ngày tháng năm đấy các bác. Ok, sẽ nhắc máy cho bác xem. Đây, chơi với 8 thanh côn đồng này các bác này, các bác nhìn này, người ta còn ghi không biết ghi gì này. Chắc chữ ký các thứ đây các bác. Đây, máy đây, máy đồng nhá, máy đồng này. Đấy, con này thì các bác rất là thích này, chơi hai bản nhạc đây. Đấy, một bản Remington, một bản Fox. Máy đây, máy đời 3 vách thôi nhá, chạy hai bộ máy đây, một bộ máy trên, một bộ máy dưới. Đẹp xuất sắc luôn, máy vàng ươm. Ok, em sẽ đo kích thước và báo giá cho các bác. Con này các bác mua ở ngoài, những cái thùng này đã dao động, thùng này các bác mua nó cũng khá là cao cao rồi đấy các bác, thùng to đấy. 58 x 50 các bác nhá. Con này con mã số 3, con này giao lưu cho bác 8,5 triệu, quá là rẻ các bạn, 8,5 triệu một chiếc đồng hồ Zizot, thùng to, máy đồng nhá, máy đồng chạy hai bộ máy, một lịch và một giờ, xuất sắc luôn. Tiếp theo em xin lên xin lỗi các bạn nhá. Tiếp theo em xin lên cho bác một chiếc đồng hồ Odo nhá, một chiếc đồng hồ Odo 24. Con này một chiếc đồng hồ Odo 20 các nhá. Con này thì là cùng đời với cả những chiếc đồng hồ Odo 54 đấy các bác. Nhưng mà con này là tay nắp nó ngắn hơn các bạn. Con này tay nắp chỉ có tay nắp 20 thôi các bác. Đấy,
hai bên là hai quả mắc ca này, phía dưới là phía kính tráng thủy này các bạn này, mặt bát giác đứng, mặt số đây, mặt số La Mã với nhá, cổ theo thời gian đấy. Quả lắc là quả lắc Mai Quy đây, chơi với 8 thanh côn đồng, chơi củ côn 101 các bác nhá. Máy đây, máy đời máy 20, đời máy trơn luôn nhá, đời máy trơn này con này. Số 20 đây, tay nắp 20. Đấy, con này thì không khác gì con 54 đâu các bác. Con này nó y hệt con 54 luôn, máy vú luôn này con này, máy vú, đời máy vú đây con này. Đấy. Các bác nhá, đời máy vú, triệu đô rồi con này. Không khác gì con 54 luôn. Phách vuông, vồ tròn này, có triện này. Đấy, khác mỗi cái tay nắc, một con là tay nắc 24 và một con là tay nắc 20 các bạn. Ok, con này rất là giá trị này các bạn. Sự tìm những con Odo 20 này gọi là khó, chứ 54 thì khá là nhiều các bạn. 45 nhân 32 giao lưu, con này mã số 4 này giao lưu cho các bác 9 triệu nhá. 9 triệu một chiếc đồng hồ Odo 20 các bác. Dòng này dành cho bác là siêu tầm này các bác. Vâng, tiếp theo thì em xin lên cho bác một chiếc đồng hồ Verdes các bác nhá. Một chiếc đồng hồ Verdes xuất xứ từ Pháp. Thùng là thùng to các bác nhá, thùng to kiểu dáng thùng đấy. Thùng to luôn. Đấy, hai bên thùng là thùng trơn, thiết kế kiểu dáng thùng trơn, kính là kính đúc hình Mai Quy bác nhá, kính đúc hình Mai Quy, kính trên là kính cong cái này, có tay nắm cửa giòn lệ này các bác ơi. Con này thùng khá to rồi các bác. Mặt đặc biệt con này là con mặt số lỗi bác nhá, mặt số lỗi. Chrome chân cài, kim chrome, viền chrome và lắc chrome. Một trong cái dòng đẹp nhất của con Verdes 37 đấy các bác. Côn là chơi với 8 thanh côn thép luôn nhá. Máy móc đây các bác này. Máy đây. Máy khá là đẹp đấy các bác này. Máy đã có chút màu thời gian các bác nhá. Máy có chút màu thời gian. Nhưng cái dòng này rất là bền này các bác này. Tại vì sao? Tại vì cái hàm lượng đồng nó cao ấy. Chơi nó rất là ít khi nó bị trục trặc các bác. Đời máy 37 đây, logo thương hiệu Verdes đây. Đấy, ok các bác nhá. Con kia cũng rất là còn mới, mặt mũi rất là đẹp. Mình sẽ đo kích thước 59 x 48 nhé, 59 x 48. Con này giao lưu cho bác 8,5 triệu nhá. 8,5 triệu một chiếc đồng hồ Verdes mặt số lỗi thùng to đấy các bác. Giá rất là tốt luôn. Vâng, tiếp theo em xin lên cho bác một chiếc đồng hồ Odo nhá, một chiếc đồng hồ Odo 62. Chơi hai bản nhạc, một bản Westminster và một bản solo. Thiết kế kiểu dáng thùng là thùng 4 bông, kính dưới là kính tráng thủy hình cái gọi là hình gì ở ngoài vũ trụ các bác nhỉ? Kiểu những ngôi sao quá, rất là đẹp luôn. Con này mặt số thôi chứ, mặt số hai lên trong trắng bạc, ngoài màu mỡ gà, viền là viền chrome. Quả lắc đấy các bạn. Đây các nhá, chơi củ côn 121 với 6 thanh côn thép nha các nhá, chơi 6 thanh côn thép, chơi hai bản nhạc Westminster và solo đây. Máy đây, máy đời hoa dâu đó nhá, máy đời hoa dâu 62 là triện hai dòng chữ đó nhá, triện hai dòng chữ. Vách vát vồ tròn. Cần gạt đây các bác. Con này thì rất giống con cái chiếc đồng hồ 57 các bác. Nếu các bác muốn nâng giá trị lên thì kiếm những cái con đồng hồ 57 lỗi địa rồi thay cái vách giữa là các bác,
54 x 43 với cả thay cái búa lưng nó giá trị lên. Mã số 6 con này các bác nào quan tâm thì alo cho em nhé. Chiếc đồng hồ 62 thùng 4 bông các bác. Vâng, tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác một chiếc đồng hồ Odo 36 các bác nhé. Odo 36. Một trong những chiếc đồng hồ rất nổi tiếng, đặc biệt có tên gọi là Lữ Hoàng âm thanh. Các bác này, thùng 2 bông, thùng gỗ sồi già. Mặt số đây, mặt số đẹp xuất sắc quá nhá. Có số 7 ba lô tượng trưng sự may mắn đấy các bác. Quả lắc đây. Ok. Cho bác xem. Đây, chơi là chơi củ côn lòng máng nhá, chơi củ côn lòng máng với 8 thanh côn thép đấy các bác này, với 8 thanh côn thép dài gần chạm đáy thùng. Các bác xem những chiếc đồng hồ Odo 36 vách hở thường chơi những con củ côn vuông, nhưng mà con này chơi củ côn lòng máng nhá. Thì con này chất âm ra cực kỳ hay. Đây, máy đây, Odo 36 3 vách hở các bác nhá. Triện Odo đây các bác này. Đời 36 số seri. Máy khá là đẹp, ok. Đo kích thước 65 x 32 các bác. Con này con mã số 7, con này giao lưu với các bác 8,1 triệu nhá. Bình thường cái sản phẩm này trước bên em hay bán dao động khoảng 9,5 triệu 10 triệu bạn. Ngày hôm nay sale cho bác cái sản phẩm này. Vâng, tiếp tục đến với một siêu phẩm nữa nhá. Một siêu phẩm cực kỳ đẹp luôn con này, thùng này các bác này. Đấy, thùng thiết kế kiểu dáng thùng gỗ sồi già, hai bên là hai cái thanh nẹp đó nhá. Hai cái thanh nẹp đồng con này. Ở phía dưới đây kính tráng thủy các bác nhá, kính tráng thủy. Thùng thiết kế kiểu dáng thùng ba buồng các bác. Thùng rất là nặng luôn. Đây, mặt số nhá. Mặt số là mặt số lỗi các bác này. Mặt số lỗi các bác nhá. Hai lền này các bác. Đấy. Triện tem vàng này, đời biếu tặng các bác. Viền là viền đồng các bác. Quả lắc là quả lắc đồng. Có tay nắm cửa đấy các bác. Tay nắm cửa đầy đủ các bác nhá. Con này con FFR các bác. Đây củ côn này các bác nhá. Con du ra các bác nhá, con du ra. Chơi 10 gông, 11 búa, chơi hai bản nhạc, một bản Westminster và một bản Ave Maria các bác ơi. Make in phanh đây các bác. Đây, ta còn mua năm 1960 hay gì đây các bác. Đây, chơi đây. 11 búa nhá, 11 búa, 10 gông. Rất là đẹp, máy đẹp. Năm hai nhân bốn mới nhá. Mã số 8 có đây giao lưu cho bác 6,8 triệu. 6,8 triệu chiếc đồng hồ Suza 10 côn 10 búa các bác, mặt số lỗi các bác. Vâng. Tiếp theo em mời các bác đến với một chiếc đồng hồ khá là sâu tuổi các bác này. Một chiếc đồng hồ Zizung Han các bác nhá, một chiếc đồng hồ Zizung Han đuôi chuột các bác này. Phía dưới là một chiếc đuôi chuột hoa các bác này, đuôi chuột hoa, ở giữa đây là một cái bông hoa đang nở rộ rất là đẹp. Kính là kính mài các bác nhá, kính mài, bốn góc của mặt đồng hồ là bốn cái họa tiết bông hoa, hai bên cũng vậy.
Đấy, phía trên màu đây. Con này rất là đẹp này. Mặt số còn khá là đẹp này, mặt xuất sắc này, số 7 ba lô này, kim kim mũi giáo. Quả lắc này các bác này, quả lắc vàng đồng các nhá. Đấy, ảnh tia. Ok, nhấc máy mắt xem. Đây các nhá. Máy đây. Máy Z ngôi sao các nhá. Dòng máy là đời máy Z cối xay các bác này, Z cối xay. Đấy, máy rất là đẹp. Đây, đặc biệt con này chơi củ côn là củ côn luân đôn các bác nhá, củ côn luân đôn. Một trong những dù củ côn cực kỳ hay các bác này, dành các bác nào siêu tầm đấy các bác. Chơi với 8 thanh côn, trong đó có 7 thanh côn thép và 1 thanh côn đồng bạch. Em sẽ đo kích thước của sản phẩm này. 89. Kích thước 89 33 nhân 33 các bác nhé. Này mã số 9 này giao lưu cho bác 5,5 triệu một chiếc đồng hồ di giống ham. Chơi củ côn là củ côn luân đôn các bác, dòng củ côn hay nhất đấy các bạn. Vâng, tiếp theo em xin giới thiệu cho các bác một chiếc đồng hồ FFPR ấy nhá, thương hiệu xuất xứ từ Pháp hay còn được gọi là Odo mặt trời. Đấy, con này thiết kế rất là đẹp, bên trên là một quả maca này con này. Thùng là thùng thiết kế kiểu dáng thùng cánh bướm, kính dưới là kính tráng thủy các bác nhá. Mặt số đây, mặt số 2 lền các bác, logo thương hiệu FFPR. Quả lắc chrome này các bác. Đi, nhấc máy các bác xem. Đây các bác nhá, chơi củ côn FFPR này, chơi với 7 thanh côn thép. Em xin lỗi con này 10 côn rồi. Chơi với 9 thanh côn thép và 1 thanh côn đồng các nhá. Đây, một chiếc đồng hồ FFPR, chơi hai bản nhạc, một bản Ave Maria và một bản Westminster. Đời máy là đời máy 3 vách xoáy vẩy cá đấy các bác này. Đấy, chơi bản Ave các bác nhá, chơi bản Ave và Westminster. Máy móc vàng ươm luôn. Con này thì đẹp hoàn hảo. Vỏ thì em sẽ nhờ cô thợ lau qua cho các bác nhá. Cô làm qua các bác một lớp Vecli cho nó sạch. Nên các bác cứ yên tâm. Con mã số 10 các bác này, kích thước 54 x 43. Con này giao lưu cho bác 6,5 triệu nhá. Chiếc đồng hồ FFPR 10 côn 10 búa các bác chơi hai bản nhạc. Tiếp theo em xin giới thiệu cho bác một chiếc đồng hồ Zizung Han. Thiết kế kiểu dáng thùng là thùng gỗ sồi già. Kiểu dáng là 3 buồng nhá, 3 buồng. Hai bên là hai quả maca, kính dưới là kính mài hình viên kim cương. Đấy. Đấy, thùng này. Thùng kiểu thùng 3 buồng á. Mặt số các bác này, mặt số khá đẹp này các bác này. Kim đây. Quả lắc đây. Quả lắc trắng đồng đây. Trắng bạc này các bác. Quả lắc trắng bạc. Ok, nhấc máy bác xem. Chơi là chơi củ côn Hoa Thị, một trong cái dòng củ côn hay của nhà hãng Zizung Han. Với 8 thanh côn thép, máy là đời máy Z mũi tên. Đấy, máy vàng ươm các bác nhá, ốc áp chưa với vẫn mở này các bác này. Ốc áp còn xanh các bác nhá. Con này còn khá đẹp này các bác này. Ok. Kích thước 68 x 42 các bác nhá. Con này là mã số 11, con này là giao lưu cho bác 6,5 triệu. 6,5 triệu một chiếc đồng hồ Zizung Han. Thùng to các bác. Tiếp theo em xin giới thiệu các bác một siêu phẩm ngày hôm nay các bác nhá, một siêu phẩm ngày hôm nay. Một chiếc đồng hồ Verdes thùng 2 bông. Thùng là thùng thiết kế kiểu dáng là thùng cánh bướm. Kính là kính tráng thủy hình miệng cười các bác nhá. Mặt là mặt quay chảo, kính cong. Tay nắm cửa giọt lệ. Kiểu dáng còn thêm kiểu dáng kiểu cuốn thư nữa các bạn này, cuốn thư. Đấy, thùng rất là đẹp luôn.
Đặc biệt con này là mặt số lỗi chrome nhá, mặt số lỗi chrome. Kim chrome này, mặt số lỗi chân cài. Quả lắc đây, quả lắc hai lòng ấy nhá. Đặc biệt con Verdes này chơi với 10 côn 10 búa. Chơi hai bản nhạc, một bản Westminster và một bản Ave Maria các bác nhá. Đây. Ave Maria Westminster chơi 10 thanh côn các nhá. 10 thanh côn đồng này các bác này. Cái 10 thanh côn đồng này mà nằm ở những chiếc đồng hồ bướm vàng các nhá thì giá trị của nó cực kỳ cao luôn các bạn. Đấy. Máy móc thì ui sổ các bác ơi. Máy đẹp xuất sắc các nhá. Máy cứ gọi là leng keng luôn các bác. Ốc át này các bác này. Ui trời ơi. Vẫn còn xanh mướt này các bác này. Quá là đẹp luôn. Chơi 10 côn 11 búa các bác nhá, 10 côn 11 búa. Ok. Quá là thích nghe âm thanh của chiếc Verdes AV này, các bác có thể liên hệ em sẽ quay chuông cho các bác. Rất là hiếm này các bác này. Thanh côn thép thì các bác gặp nhiều rồi, nhưng chơi những con thanh côn đồng này gọi là không hiếm này. 55 x 46 các bác nhá. Mã số 12 con này giao lưu cho bác 10,5 triệu. 10,5 triệu một chiếc đồng hồ Verdes AV đấy các bác. Vâng. Tiếp theo em xin giới thiệu cho bác một chiếc đồng hồ Carex các bác nhá, một chiếc đồng hồ Carex của Pháp các bạn. Con này thì thùng là thùng gỗ sồi dài các bác nhá. Kính dưới là kính phẳng, hình viên kim cương, kính trên là kính tròn. Đây, quả lắc đây. Nó bên trên nó còn một chiếc màu các nhá, một chiếc màu. Khi các bác mua em sẽ hoàn thiện cho bác. Quả lắc đây. Đấy, máy đây, mặt đẹp nhá, mặt đẹp. Con này có kim đầy đủ. Đây, chơi củ côn vuông với 8 thanh côn đồng các nhá, 8 thanh côn đồng. Đây, máy đây, đời máy to nhá, đời máy to này con này. Đấy, cá đấy các nhá. Những con cá đấy cái chuông cực kỳ hay luôn. Em cam kết cho các bác. Nhiều con đánh hay hơn cả Odo 36 luôn các bạn. Kích thước 73 31 nhân 31 các bác nhá. Này mã số 13, con này giao lưu cho các bác 3,8 triệu nhá. 3,8 triệu. Chiếc đồng hồ Carex đấy các bác. Không có gì mua máy tặng thùng các bạn. Vâng. Thì lô đô trước thì hôm nay thì thật sự các bác lô đô trước thì về khoảng 50 con thì đã đi gần hết rồi các bác. Ngày hôm nay thì bóc ra được thêm một con Odo nữa các bác. Thì con Odo này là con Odo 54 các bác nhá, chơi hai bản nhạc, bộ bản solo và bản Westminster. Thùng đây, thùng kiểu dáng là thùng kiểu dáng hình bao diêm. Bên trên là một bông hoa nhá, phía dưới là phía kính trắng thủy họa tiết. Hoa văn các bạn. Đây, mặt hai lèn các nhá, trong trắng bạc, ngoài là màu mỡ gà. Quả lắc là quả lắc Mai Quy. Đây, chơi củ côn 121 các bác nhá, với 6 thanh côn thép xanh các bác nhá, xanh mướt mượt luôn các bác này. Máy móc đây. Máy đời máy hoa dâu các bác này, triện Odo này các bác này. Đó, chơi hai bản nhạc các bác nhá. Máy khá là đẹp đấy các bác. Ok, con này em sẽ test chuông các bác. Thank you.
Vâng, chuông rất hay. Chiếc đồng hồ Olo 54 các bác. Hôm nay thì bên em đang bán giá khá, giá là tốt. Các bác nào quan tâm có thể liên hệ. 54 x 40 bao nhiêu? 14. Con này bác nào quan tâm thì alo cho em. Vâng, tiếp theo em xin giới thiệu các bác một chiếc đồng hồ Verdes các bác nhá. Một chiếc đồng hồ Verdes 37. Đấy, mặt bát giác, chơi 5 côn 5 búa, chơi một bản nhạc Westminster. Kính dưới là kính đúc tráng thủy các bác nhá. Bên trên là một chiếc màu hoa các bác này. Đấy. Mặt con này mặt đẹp xuất sắc quá nhá. Mặt đẹp xuất sắc, bên trên còn tầm kính này các bác này, tầm kính cong hay sao đấy các bác. Quả lắc cơ của này các bác này. Quả tiếp đầy đủ đấy các bác nhá. Ok, nhấc máy bác xem. Này con này, chơi củ côn nòng máng quá nhá. Với 5 thanh côn thép. Máy móc đây, máy 37. Logo đây, Make in France. Logo thương hiệu Verdes, máy vàng ươm. Máy đẹp xuất sắc luôn. Ok. Sáu ba nhân 39. Con này giao như cho bác 3 triệu nhá, 3 triệu. Đấy, ok. Lười như thế là cùng. Vâng. Tiếp theo em xin lên cho bác một chiếc đồng hồ Zeiss bác nhá. Một chiếc đồng hồ Zeiss thùng 2 bông các bác ạ, thùng 2 bông. Mặt là mặt bát giác các bác nhá. Mặt là mặt 22 các bác, mặt 22 cùng đời với cả Odo 30 các bác. Kính dưới là kính mài các bác nhá, kính mài. Gỗ là gỗ sồi già này các bác này. Đấy, mặt đẹp xuất sắc. Con này thì em bên em sẽ bùi bác một cái vành mới các bác nhá, một cái vành khác vào. Đấy, quả lắc đây. Con này con Zeiss này các bác này. Chơi với 8 thanh côn đồng. Đấy, máy móc đây. Con này thì các bác có thể mua về, các bác lưng lên này các bác này. Đấy, các bạn thợ rất thích mua những chiếc đồng hồ Zeiss này là lưng lên. Đấy, riêng cái bộ máy này dao động các anh thợ hay mua dao động khoảng 4 triệu một bộ máy. 4 triệu, 4 triệu rưỡi một bộ máy. 64 x 40 thôi nhá. Mã số 16, con này giao lưu cho các bác 4,5 triệu nhá. 4,5 triệu một chiếc màu Zeiss thùng đẹp đấy các bác. Vâng, cái sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay em muốn lên cho các bác một chiếc đồng hồ Zeiss Han nhá. Một chiếc đồng hồ Zeiss Han mặt 20 này các bác này, mặt 20, kính là kính mo cong, kính dưới là kính rào 6 mảnh. Được người ta mài bác các bạn cạnh nhá, những thanh nẹp là thanh nẹp đồng. Đấy, gỗ sồi. Đây, mặt số còn khá đẹp đấy mày. Quả lắc đồng mắt cua nhá, quả lắc đồng mắt cua ánh tia. Đây, chơi củ côn là củ côn bộ đội này các này, với 5 thanh côn thép cơ nhá. Đấy, máy móc đây, đời máy cối xay các này, đời máy cối xay, một trong cái đời máy cực kỳ cổ đấy các này. Ok. Mặt 20 đấy các bác nhá. Con này mã số 17 đó nhá. Con này giao lưu cho bác 3,6 triệu. Giá quá tốt luôn. Vâng, thì đây là sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay. Các bạn quan tâm với sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp qua cửa hàng em Thành hoặc qua số điện thoại em ghi dưới góc màn hình thôi nhá. Thì cửa hàng em Thành có địa chỉ là 244 Định Công Hoàng Mai Hà Nội và số điện thoại là 0367 386 796 các bác nhá. Nếu các bạn nào yêu thích bên cửa hàng em có thể cho bên em một lượt đăng ký kênh và một like, một
for một chia sẻ bác nhá. Đấy. Thì em sẽ cho bác nghe một bản nhạc Gai Ca Lê Ông thay cho lời chào bên cửa hàng em Thành các bạn.